bạn đang đến với kênh Nhà Đẹp Tân Á. Khi nhắc đến biệt thự 2 tầng mái Nhật hiện đại, chắc chắn những ai đã từng tham khảo kênh YouTube Nhà Đẹp Tân Á thì các bạn sẽ thấy Tân Á thiết kế rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Và hôm nay Tân Á xin giới thiệu thêm một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật hiện đại được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Long tại Thái Bình. Nhìn tổng thể của công trình được thiết kế đồng nhất giữa cổng chính và hệ thống hàng rào, tạo nên một công trình kiên cố, vững chãi, khang trang và bề thế. Ngoại thất của ngôi nhà gây ấn tượng với gam màu trắng nhẹ nhàng thanh tao làm chủ đạo, kết hợp với những đường kẻ chỉ âm của góc tường, tạo nên một sự hài hòa cân đối, và màu trắng thì có vẻ đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống và trường tồn mãi với thời gian. Sảnh và bậc thềm được sử dụng đá granite có độ chịu cương lực cao, chống nứt vỡ và rêu mốc. Chân móng được ốp giả đá nhằm tôn lên vẻ đẹp sang trọng cũng như giúp cho ngôi nhà luôn được sạch sẽ, khang trang và tránh được những tác động xấu của thời tiết. Trụ cột thiết kế vuông vức khỏe khoắn kết hợp với những đường kẻ chỉ âm tôn lên vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cũng như là giúp nâng đỡ hệ mái được tốt hơn. Cửa chính sử dụng gỗ lim Nam Phi kết hợp với khung pano kính. Cửa sổ sử dụng cửa kính cường lực, bên trong ngôi nhà luôn được trong lành và bắt mắt hơn, cũng như là giúp không gian sống của gia đình luôn được hài hòa hơn với thiên nhiên. Tiếp theo công năng được chúng tôi bố trí như sau. Với diện tích là 10,8 x 14,7, căn nhà của gia đình anh Long được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc tầng 1, gồm một phòng khách, phòng bếp cộng ăn, một phòng ngủ, hai khu vực vệ sinh. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 để bố trí một không gian phòng thờ, ba phòng ngủ, hai khu vực vệ sinh và một sân phơi. Các bạn vừa tham khảo mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật hiện đại được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Long tại Thái Bình. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.